Xin chào bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn mua bán tiền điện tử trên cái trang bylium.com. Mình thấy hôm nay tự nhiên thị trường Android vắng lặng, không có nhiều dự án Android mới ra đời. Mình quyết định là làm một cái video hướng dẫn các bạn mua bán Joytoy trên cái trang bylium.com. Bylium là một cái sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới rồi, mua bán tiền điện tử các thứ. Thì trên này nó có mua vào các bạn vào phần thị trường nhé. Đó, bạn có thể chọn đồng tiền điện tử bạn muốn mua bán trao đổi. Ví dụ mình chọn đồng USD trên USDT đi. Đó. Đây, bạn vào phần này nó sẽ có chỗ trao đổi mua bán. Thì trên này nó có ba cái loại lệnh, một là lệnh limit, hai là lệnh market, ba là lệnh stop limit. Thì vào cái phần market này nhá, thì bạn mua bán trực tiếp với cái giá thị trường người ta đang buôn bán này. Ví dụ nếu mình muốn bán thì sẽ khớp trực tiếp với cái lệnh mua cao nhất trên này, và mình mua thì sẽ khớp với lệnh bán thấp nhất trực tiếp trên này. Đó là lệnh market, bạn chỉ cần điền số lượng only hoặc là only muốn mua ở đây thôi, thì trực tiếp nó khớp với cái số lệnh với những cái lệnh đang đặt limit ở đây. Thì ví dụ mình mua này thì thường phí nó rất là cao, và mình thường bạn mua với cái lệnh limit này, ví dụ là mình muốn mua only với giá hiện tại, mình xem đấy hiện tại là 3,19 nhé. Đó, thì mình đặt mua 3,19 ở đây, mình đặt thấp hơn cái giá thị trường này một tí. Đó, hoặc là mình muốn đặt một cái số nào ấy, tùy mình lựa chọn. Mình mua có thể đặt thấp hơn, nhưng mà thấp hơn thì nó phải quay lại đúng cái mức lợi cho bạn được. Đó, ví dụ đang là cái mức 3,19 đồng USDT một only này, thì mình sẽ đặt 3,19 ở đây, và mình đặt số lượng mình muốn mua, mình có 24 USDT đây, mình muốn mua 100% này. Đó, thì mình sẽ được 7,57 đồng một only đây mình mua. Đó, nó khớp lại luôn cho mình rồi đấy, nó đã xuống đến cái mức đấy, xuống mức 1892 rồi này. Thấy nhanh chưa? Đó, nên bạn là có thể đặt thấp hơn cái mức này một khoản. Đó, thì mua rồi mình sẽ bán với cái giá mình muốn, lãi dự kiến của mình là 0,1 đô trên một đồng, thì mình sẽ đặt là bán với mức 3,29. đó, mình đặt số 3,29 với cái số này đây, 3,29 ở đây nhé, và cái số lượng volume mình vừa mua đây là sẽ là 7,57 đồng. Thì mình xem lịch sử giao dịch của mình ở đây, mình sẽ lãi được khoảng đây 24,14, thì mình sẽ lãi được khoảng 0,76 à 0,76 USDT cho 7,57 đồng USD này. Đó, thì một đồng USD mình lãi được 0,1 đô mà, thì coi như là 7 đồng là mình sẽ lãi được 0,7 đô. Đó, thì mình ấn mua, mình đợi khi nó lên thì nó sẽ khớp lại cho mình. Đó, đặt vào 0,29 thì khoảng tầm cũng cao phết tầm này. Đó, thì đó là cái lệnh mua limit. Và còn cái lệnh stop limit này, thì ví dụ như là mình vừa mua vào cái giá đó, mình muốn chốt lãi hoặc chốt no, tức là ví dụ nếu mà giá nó vẫn cứ giảm, nếu mà giá nó giảm xuống mức 3,15 này đi, thì mình sẽ chốt no. Ví dụ như là đây, mình sẽ bán ra khoảng là cái mức stop mình sẽ đặt là 3,15, và cái mức bán ra thì mình thấp hơn một giá, tức là đến 3,15 nó sẽ kích tự cái lệnh này, nó sẽ mở cái lệnh này cho mình, và mình sẽ bán ở giá 3,14 với cái số only mình vừa mua đó. Thì đây mình sẽ được còn lại được 23,76 đô, coi như là mình sẽ lỗ mất khoảng 16, vậy là lỗ mất khoảng tầm 0,3 đô, đúng không? Lỗ mất khoảng 0,3 đô, 0,32 đô. Đó, thì mình bán ra. Đó là cái lệnh chốt lỗ. Nếu muốn cắt lỗ, và nó bên chốt lời này thì nó cũng như vậy, ví dụ mình mua mà giá nó mình cũng tương đương, mình đặt nếu mà mình muốn bán này ví dụ khoảng tầm lên 3, bao nhiêu đó, 3,2
3,29 đúng không? Mình bán ra được 38 này, được 3,29 mình bán ra này. Đó, thì cái lệnh này stop nó đến cái mức này, nó sẽ kích hoạt lệnh như này bán cho mình. Đấy, cái số lượng là mắc only. Đó, mình ấn mua, cái này mua. Đó, chốt lời chốt lãi. Đây là mua, đến giá này thì mình sẽ mua vào. Nó kích đến giá này mình sẽ mua vào. Tương đương mình bán thôi, thường mình bán mình ít dùng cái lệnh mua top limit này ở đây. Và có cái lệnh OCO này nữa này. OCO này thì nó sẽ là tổng hợp của cái lệnh limit và lệnh stop limit. Thì đây mà bạn điền cái giá bạn muốn bán ra, ví dụ bán ra 3,29 này, nếu mà nó sẽ xuống, nó không lên được cái đấy, nó xuống đến mức 3,15 này, thì mình sẽ chốt lệnh giá bán ra là 3,14 ở đây, và bạn nâng stop loss này lên tí 3,16 này, cái này là 3,15, thì cái này nó là lệnh stop limit và kết hợp với cái lệnh limit, tức là giá bán ra bằng khi nó đạt đến cái giá này nó sẽ tự bán ra, và hoặc là nó giảm xuống cái giá này thì nó sẽ bán ra cái giá này. Đó thì số mắc bony ở đây và lệnh này nó tương như cái lệnh hai đầu limit và stop limit. Đây bạn trông cái lệnh đây, đặt lệnh đây thì nếu mà bán ra cái giá 3,29 này đó thì nó sẽ bán ra bằng này được cái tiền này, hoặc nếu mà nó giảm xuống đến giá đây giá 3,16 này thì sẽ stop limit ở đây 3,15 nó sẽ bán ra. Đó thì nó kết hợp của hai lệnh, lệnh cao cấp thì rất tiện cho mình, nếu mà mình đặt limit hoặc là stop limit thì nó không được cả hai, cái này mình đặt được cả hai đầu luôn. Đó thì đây là ba cách mua bán Tradecoin trên cái trang ba lêm này. Đó thì đây market này thì sẽ bán tiếp luôn với thị trường, và limit thì mình đặt một khoảng cách với cái giá hiện tại. Đó thì nó sẽ mua bán và cái top limit này là sẽ chốt nổ, khi nó giảm đến mức đấy nó sẽ chốt nổ, nó kích hoạt lệnh, và OCO này sẽ kích hoạt hai đầu luôn. Đến cái mức giá đấy thì trên thì nó bán, hoặc xuống giá dưới thì nó sẽ mua, nó cũng sẽ bán đi để chốt lỗ. Đó còn mua vào thì đây ví dụ nó mình cũng đặt limit nó giảm xuống đến cái mức nào đó thì nó sẽ tự mua vào cho mình đó, nhưng mà tự trade được coin thì nó cũng là một vấn đề các bạn phải học hỏi dài dài. Còn ai chưa biết lập nick Binance này và KYC thì comment bên dưới. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn lập nick và KYC cái sàn Binance này. Cảm ơn các bạn.